Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Polar Checking và Snap Object trong phần mềm AutoCAD 2015. Khi để thiết lập chúng ta tương tự như bài học lần trước, thì mình sẽ kích vào biểu tượng hình tam giác này và chọn Snap Checking. Thì trong bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn về cái hộp thoại lựa chọn thiết lập Snap and Grid. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Polar Checking và Object Snap. Đầu tiên là về Polar Checking. Polar Checking là gì? Thì Polar Checking sẽ giúp các bạn bắt điểm theo góc. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái thông số là Polar Angle Setting, nghĩa là nó sẽ bắt điểm theo cái bộ ước góc là bao nhiêu. Đấy. Các bạn có thể lựa chọn là 30, 45. Thì như đây mình chọn 30 chẳng hạn. Đấy. Mình OK. Các bạn sẽ thấy rằng cái biểu tượng đây, biểu tượng hình tròn này, Polar Checking này, phím tắt là F10 đang sáng, tức là nó đang được bật lên. Và các bạn có thể thấy rằng khi kích vào đây chúng ta thấy hộp thoại 30 độ, 60 độ, 90 độ, 120 độ đang được bật lên. Và nó sẽ làm việc như thế nào? Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng một lệnh line để miêu tả. Mình bắt điểm một điểm, mình vẽ. Đấy. Các bạn thấy rằng khi chúng ta đưa chuột và khi nó đã đạt cái góc 30 độ. Đấy, các bạn sẽ thấy trên màn hình thì chúng ta sẽ có một cái đường xanh nét đứt nó hiện ra. Các bạn có thể thấy trên màn hình nó hiển thị các góc 30 độ. Đấy. Hoặc mình đưa nó về 60 độ. Đấy. Các bạn thấy nó cũng có một cái đường xanh nó hiện ra như thế. Đấy. Hoặc là 90 độ. Đấy. Hoặc là 120 độ, 150 độ. Đấy. Cứ như vậy, ước số là 30 độ thì nó sẽ có một cái đường xanh hiện ra giúp các bạn sẽ vẽ một cách chính xác hơn. Ví dụ như mình sẽ thử vẽ một đường ngang thế này. Đấy. Sau đấy mình đưa sang đây, mình muốn vẽ một đường có cái góc 30 độ so với cái phương nằm ngang chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ thấy mình đưa chuột. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể là vẽ được một cái đường thẳng theo cái góc mà các bạn mong muốn. Và nếu mà các bạn muốn viết luôn cả độ dài của nó, ví dụ như là mình sẽ đánh 30. Đấy, mình enter. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một cái đường thẳng có độ dài 30 và có một góc nghiêng là 30 độ. Đấy. Các bạn có thể kích vào đây và chọn cho mình cái bội số mà các bạn mong muốn. Ví dụ đây mình chọn bội số là 15 nhé. Đấy, mình sẽ vẽ L, Enter. Kích vào đây. Đấy, các bạn sẽ thấy 150 độ này. Đấy. Hoặc là đấy, 15 độ. Đấy, nó sẽ sáng lên như thế này. Đấy. Đấy là cách mà cái công cụ Polar Checking nó hoạt động trong phần mềm AutoCAD. Đấy. Tiếp theo mình sẽ kích vào đây. Mình chọn Snap Setting. Chúng ta sẽ cùng qua cái mục Project Snap, Object Snap. Đấy. Mục Object Snap này sẽ cho chúng ta các công cụ bắt điểm. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ phím tắt của nó là F3. Các bạn sẽ thấy chúng ta có các công cụ bắt điểm như là Endpoint, tức là nó sẽ bắt điểm vào điểm kết thúc. Midpoint là bắt vào trung điểm. Đấy. Bắt vào Center. Đấy. Thậm chí là bắt điểm vào các cái chế độ vuông góc. Đấy. Tiếp xúc, vân vân. Ở đây các bạn có thể là Select All hoặc là Clear All. Đấy. Các bạn có thể tùy chọn vào cái chế độ bắt điểm mà các bạn mong muốn. Ví dụ đây mình sẽ Clear All và mình chọn là chế độ Endpoint, Midpoint, Center, Parallel, đấy, Tangent. Đấy, như thế này mới thôi. Đấy, tùy các bạn. Đấy, và khi chúng ta đã bật chế độ bắt điểm. Đấy, thì chúng ta sử dụng lệnh line. Mình có lệnh line Enter. Các bạn thấy rằng khi chúng ta đưa đến những cái điểm như là Endpoint này, cái điểm kết thúc này, hay là Midpoint, nó sẽ sáng lên và nó sẽ bắt điểm cho chúng ta như thế này chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể thấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã được bắt điểm. Đấy, đây là công cụ bắt điểm trong AutoCAD. Đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể vừa sử dụng lệnh vừa ấn phím F3 để tắt bật. Đấy, ví dụ đây hiện tại nó đang bắt vào trung điểm, mình ấn F3 nó sẽ mất đi. Đấy, các bạn sẽ thấy. Đấy. Đây là công cụ Snap Object. Ở cái công cụ Object Snap này chúng ta có một cái hộp thoại, đó là hộp thoại Object Snap Checking On. Vậy cái này là gì? Thì cái này khi chúng ta bật lên đấy, thì ở những cái vị trí bắt điểm nó sẽ hiện ra một cái dấu cộng xanh để giúp chúng ta đánh dấu cái vị trí đấy. Đấy, hiện tại nó đang bật lên nhá. Và mình sẽ bật chế độ bắt điểm, mình Clear All. Và mình sẽ chỉ sử dụng chế độ bắt điểm Midpoint và Endpoint thôi. Đấy, mình sẽ miêu tả các bạn. Đấy, đây chính là Object Snap Checking cái mình nói. Và hiện tại nó đang được bật lên, mình sẽ thử tắt nó đi nhé. Mình ấn F11, mình ấn L, Enter. Đấy, mình đưa chuột vào midpoint của điện thoại này.
Đấy, các bạn sẽ đấy. Khi mình đưa chuột vào đây, nó nhận diện cái điểm midpoint nhé. Sau mình đưa chuột ra, thì nó sẽ mất đi. Tuy nhiên, khi chúng ta bật chế độ Object Snap Checking lên, ấn F11 và kích vào đây. Bây giờ mình sẽ đưa chuột vào cái điểm midpoint này. Đấy, mình sẽ đưa ra. Các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái dấu cộng xanh, nó sáng lên đây. Và phụ thuộc, mình sẽ sử dụng cái dấu cộng xanh này để tiến hành bắt điểm. Đấy, cứ đưa vào điểm nó sáng lên như thế. Đấy. Bây giờ mình thử ấn F11 nhé. Các bạn sẽ thấy nó sẽ tắt đi. Đấy, đây là chức năng Object Snap Checking. Và mình có một cái lưu ý với các bạn rằng đấy, khi chúng ta sử dụng chế độ Object Snap Checking này, ví dụ như mình đưa vị trí vào cái trung điểm này. Đấy, mình đưa chuột ra, mình không kích chuột đâu nhé, chỉ đưa vào và đưa ra, nó sáng lên, mình đưa lại đây. Đấy, như thế. Đấy. Tuy nhiên khi chúng ta đưa chuột lại một vị trí mà chúng ta đã đánh dấu này chẳng hạn, đưa lại đây. Đấy, đưa lại đây nhá. Đấy, thì nó sẽ mất đi. Đấy, bạn thấy không? Mình đưa lại nhá. Nó sẽ mất đi, nó sẽ không đánh dấu nữa. Đấy. Đấy là những cái hướng dẫn cơ bản trong cái công cụ Hola Checking và Object Snap. Những công cụ này sẽ giúp các bạn bắt điểm một cách chính xác để vẽ có thể chính xác hơn trong cái phần mềm AutoCAD. À, hoàn toàn các bạn có thể linh động sử dụng và kết hợp với các kinh nghiệm của bản thân để có thể vẽ một cách chính xác hơn. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.